đại gia tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật ở Hải Phòng. Bé trai chấn thương não sau 3 ngày gửi chồng mầm non chơi. Triệt phá đường dây bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Một sinh viên Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nguy kịch sau khi rơi từ tầng 5. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, thông tin về hai nữ cán bộ trong ngành công an bị bắt quả tang khi đang bay lắc ma túy khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao. Đáng nói hơn, người tổ chức bữa tiệc thác loạn này lại là con ruột của một đại gia có tiếng trong ngành xây dựng ở Hải Phòng. Trước đó, vào đêm ngày 4 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố Hải Phòng đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự sang trọng trong khu đô thị cấp cao trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và Tà Vũ T, sinh năm 1978 và Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986. Căn hộ nơi diễn ra bữa tiệc bay lắc tập thể là của T. T được xác định là con trai của một đại gia xây dựng có tiếng ở Hải Phòng, đồng thời cũng là chồng của đối tượng Huyền. Được biết, bữa tiệc trên được Huyền tổ chức để mừng sinh nhật chồng và đã mời thêm nhiều người khác tham gia. Trong đó có Bùi Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và VA. Thời điểm bị bắt giữ, Bích đang là cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng, còn VA là nữ cán bộ thuộc đội hình sự kinh tế ma túy Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng đang có 12 đối tượng, 7 nam và 5 nữ, trong đó có 9 người dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tăng vật. Ngày 7 tháng 4, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Bé trai bị chấn thương sọ não sau 3 ngày gửi trường mầm non chơi. Thưa quý vị, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc thương tâm liên quan đến trẻ em, mà cụ thể hơn là các cháu bé được gửi tại điểm trông giữ trẻ không phép, trong khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc một bé trai bị con của bảo mẫu tác động dẫn tới tử vong, thì lại đau xót trước thông tin một bé trai khác bỗng dưng bị chấn thương sọ não chỉ sau 3 ngày gửi ở một trường mầm non chui. Mới đây, lãnh đạo Công an thành phố Sơn La xác nhận đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc một cháu nhỏ ở trường mầm non Sơn Ca bị chấn thương não. Vị lãnh đạo này cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ công an phường, đơn vị đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin từ nhà trường, giáo viên và gia đình. Khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ trả lời sau. Còn theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, sức khỏe cháu bé đang có chiều hướng tốt dần lên. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tỉnh lại sau thời gian được các bác sĩ cho ngủ chủ động. Trước đó, cư dân mạng được phen xôn xao trước sự việc một cháu nhỏ sau khi ngủ dậy ở trường mầm non Sơn Ca, tổ 1, phường Trường Sinh, thành phố Sơn La bị chấn thương sọ não. Được biết, trường mầm non bắt đầu nhận gửi bé trai này từ ngày 1 tháng 4. Chiều ngày 3 tháng 4, phía gia đình được giáo viên thông tin về tình trạng sức khỏe của con khi gia đình đến phát hiện khu vực mắt và trán bé có dấu hiệu bầm tím. Ông Trần Quốc Bình, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La thông tin, ba cháu bé gửi cháu vào trường 2 hôm thì xảy ra sự việc. Thời điểm đó, cháu có biểu hiện nôn và co giật. Khi đưa cháu đi viện thì phát hiện chấn thương sọ não. Theo ông Bình, cháu không phải là học sinh của trường vì không có hồ sơ và chưa đủ tuổi. Trường mầm non Sơn Ca là trường tư nhân. Về sức khỏe cháu bé, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thông tin, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, trẻ nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Kết quả chụp chiếu bước đầu xác định bé bị tụ máu dưới màng cứng, chấn thương vùng não. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Triệt phá đường dây bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội lừa đảo khoảng 7.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Người cầm đầu đường dây này là bà trùm 8X Bùi Thị Hương. Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok và Tiki. Hình thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế. Chỉ dao động từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ. Sau khi tiếp cận được khách hàng, chúng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng. Sau khi nhận được hàng và thanh toán, đối tượng sẽ chặn liên lạc.
Cuối tháng 1/2014, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ 9 đối tượng, trong đó Đặng Thị Thêm, sinh năm 1995, trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, cùng chồng là Lê Quang Vinh, sinh năm 1993, trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này. Mở rộng điều tra, công an xác định đối tượng Thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương, sinh năm 1981, trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, chủ mưu cầm đầu. Ngày 25 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an thành phố Hà Nội khám xét kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, Hà Nội, đã phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại, hàng trăm bộ giày sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như iPhone, Samsung, Vio. Nữ quái này khai nhận từ tháng 6/2022 bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên Shopee nhưng không thành công. Để giải quyết tình hình, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Hương đã sử dụng nền tảng taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng gọi là seal để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng. Bước đầu, có căn cứ xác định đường dây hoạt động từ năm 2019 đến nay, ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Một sinh viên Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nguy kịch sau khi rơi từ tầng 5. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 8 tháng 4, mạng xã hội xôn xao thông tin nam sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Hà Nội rơi từ tầng cao xuống đất nguy kịch. Được biết trước đó, nam sinh này có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Theo đó, trên mạng xã hội đưa tải hình ảnh cùng nội dung nam sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đang là nam sinh viên năm cuối đã làm điều dại dột. Nam sinh này được cho là đã nhảy từ tầng 5 xuống, được phát hiện ngay trước khu vực giảng đường của trường. Ngay khi sự việc xảy ra, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã xác minh và thông báo tới gia đình của sinh viên. Sinh viên PCC đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời thông báo cho gia đình được biết và cử nhân viên y tế của nhà trường trực theo dõi. Theo nguồn tin, nam sinh này được chuyển đến bệnh viện xây dựng để cấp cứu, tiền lượng xấu. Được biết, thông tin ban đầu là nam sinh năm thứ tư có biểu hiện trầm cảm trước đó. Hiện nhà trường đang làm việc với cơ quan điều tra để tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự việc. Chân dung nữ cán bộ công an bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai nữ cán bộ công an bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang phê pha ma túy tại bữa tiệc sinh nhật ở Hải Phòng. Theo kết quả điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, một đối tượng là cán bộ công an phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Hải Phòng. Đối tượng còn lại là cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Trước đó vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện tại căn nhà trong khu đô thị VI, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng có 12 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, trú tại khu đô thị VI, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Vũ Hoàng Cường, 42 tuổi, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh và Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Tại hiện trường, công an thu giữ 0,13 gram ketamin và một số tang vật có liên quan. Kết quả test nhanh, 9 trên 12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng có đủ căn cứ xác định Bùi Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Vũ Hoàng Cường có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm điều 255 Bộ luật hình sự. Đáng nói hơn, tại thời điểm bị bắt giữ, Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ công an phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hải Phòng. Tại cơ quan chức năng, Huyền khai tổ chức sinh nhật cho chồng tại nhà riêng trong khu đô thị VI và có mời một số bạn bè đến dự, trong đó có Bùi Thị Ngọc Bích và một nữ cán bộ tên VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiệc sinh nhật, các đối tượng có hít bóng cười, sử dụng ma túy. Ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bích, Huyền và Cường để mở rộng điều tra, đồng thời có văn bản đề nghị tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định đối với Bích. Hiện vụ việc trên vẫn đang gây xôn xao dư luận. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Nhân viên cây xăng đâm gục tài xế xe ô tô. Thưa quý vị, mới đây cũng tại Hải Phòng đã xảy ra vụ việc nhân viên cây xăng dùng hung khí tấn công một người đàn ông đến nguy kịch. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, còn kẻ gây án đã bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân trong vụ việc là ông VNQ, sinh năm 1977, trú tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo. Còn đối tượng gây án là một nam nhân viên cửa hàng xăng dầu Tam Đa.
Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, ông Quy điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15H031XX dừng đỗ trước cửa nhà. Thời điểm này, nam nhân viên cây xăng kế bên nhà ông VNQ đã yêu cầu ông Quy lái xe di chuyển sang chỗ khác vì chắn lối vào cửa hàng bán xăng dầu. Khi ông Quy có phản ứng lại vì cho rằng đỗ xe trước cửa nhà mình không ảnh hưởng tới lối vào cửa hàng xăng dầu, hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Liền đó, ông Quy đã bị nhân viên cửa hàng xăng dầu dùng hung khí tấn công. Chưa dừng lại, khi người tài xế này vào nhà, nam nhân viên cửa hàng xăng dầu mang hung khí đuổi theo, tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, nhân viên cửa hàng xăng dầu Tam Đa lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông VNQ được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo cấp cứu. Ngay sau đó, do tình trạng nguy kịch, nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Hiện Công an huyện Vĩnh Bảo đang tập trung truy bắt đối tượng gây án. Vụ hai bé gái mất tích bí ẩn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phát hiện đối tượng tiếp cận hai cháu bé. Liên quan đến vụ việc hai bé gái nhỏ tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi bán kẹo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ gây xôn xao dư luận. Mới đây, qua trích xuất camera tại hiện trường phát hiện, trước khi mất tích, hai nạn nhân đã bị một đối tượng lạ mặt tiếp cận và dẫn đi. Chiều ngày 7 tháng 4, Công an phường Bến Nghé vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của địa phương khẩn trương tìm kiếm tung tích, điều tra vụ hai bé gái mất tích bí ẩn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai bé gái bị mất tích là NKTM sinh năm 2017 và LHTL sinh năm 2021. Sáng cùng ngày, chị NTC, 27 tuổi, ngụ quận 7, mẹ của hai bé gái cũng đến cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra vụ việc. Liên quan vụ việc, nguồn tin xác nhận, bước đầu qua trích xuất camera an ninh cho thấy, hơn 20 giờ ngày 3 tháng 4, một phụ nữ tiếp cận và dắt bé M và L đi từ đường Đồng Khởi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo hình ảnh từ camera an ninh, người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc vừa qua vai, ăn mặc thời trang, đeo mắt kính, khẩu trang che kín mặt. Tại đây, người phụ nữ dẫn hai bé vào cửa hàng tiện lợi CK ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mua đồ ăn. Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, người phụ nữ cùng hai bé gái tiếp tục đi cùng nhau cho đến khi mất dấu. Trước đó, Công an phường Bến Nghé tiếp nhận đơn trình báo của chị C về việc bị lạc mất hai con gái quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị C cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé. Lát sau, chị C đi gặp một người quen cách nơi các bé đứng khoảng 100 mét. Hai bé M và L tách ra cùng nhau đi bán kẹo. Khoảng 30 phút sau, chị C chờ đợi nhưng không thấy hai con gái quay lại. Chị C chạy kiếm khắp nơi nhưng cũng không gặp các bé. Vụ việc được chị C trình báo đến Công an phường Bến Nghé nhờ hỗ trợ tìm con. Hiện vụ việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Bắt thành công hai đối tượng trốn truy nã 22 năm tại Nghệ An. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa di lý hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại Lào về thành phố Vinh sau 22 năm lẩn trốn tại nước bạn. Trước đó, năm 2002, do mâu thuẫn đất đai, Lương Văn Bún, sinh năm 1981, thường trú xã Kim Đa, huyện Tương Dương, đã sát hại một người đàn ông trú cùng bản. Sau khi gây án, đối tượng này đã đưa vợ con bỏ trốn sang Lào theo đường tiểu ngạch. Còn Lê Văn Điền, sinh năm 1968, thường trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, sau khi biết đồng bọn trong cùng vụ án mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt nên cũng đã bỏ trốn, tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau đó, hai đối tượng bị công an phát lệnh truy nã. Lương Văn Bún truy nã về tội giết người, còn Lê Văn Điền truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình sinh sống tại Lào, hai kẻ này gặp, quen biết nhau. Để che giấu tung tích lai lịch, cả hai thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh sống tại các khu vực đồi núi lẻo lánh có mật độ dân cư thưa thớt nhằm tránh sự phát hiện và bắt giữ của cơ quan chức năng. Để đấu tranh bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trên, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án, cử các trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhiều lần sang nước bạn Lào để xác minh bắt giữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 4 tại thành phố Viên Chăn, Lào, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an nước bạn Lào và các đơn vị liên quan phá chuyên án, bắt giữ thành công hai kẻ này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy. Chiều ngày 7 tháng 4, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép của nhóm đối tượng gồm 12 người tại một căn hộ trong khu đô thị cao cấp có địa chỉ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại khu đô thị cao cấp ở phường Thượng Lý, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện triệt phá ổ nhóm đang bay lắc sử dụng chất ma túy trái phép. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện trong phòng đang có 12 đối tượng, 7 nam và 5 nữ, trong đó có 9 người dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tang vật. Trong số những đối tượng tham gia tiệc ma túy trên, có hai nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy là Bùi Thị Ngọc Bích, đang là cán bộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hải Phòng, và VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự ba đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986, trú tại khu đô thị thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng; Bùi Thị Ngọc Bích, sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng; và Vũ Hoàng Cường, sinh năm 1982, trú tại phường Hải Thành, quận Kinh Dương, cùng thuộc thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Căn hộ nơi diễn ra bữa tiệc bay lắc tập thể là của Tạ Vũ Tê, sinh năm 1978, vợ của chủ nhà là Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã bị tạm giữ để điều tra. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy nói trên. Đi chùa cầu bình an vốn là một nét đẹp truyền thống người Việt. Hướng tới chốn Phật đường, hẳn nhiều người cũng tự ý thức được những gì cần tránh, đặc biệt là việc gây gổ hoặc sát sinh. Tuy nhiên, ở Sóc Trăng mới đây, vừa xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng dẫn tới án mạng giữa hai người đàn ông ngay khi đang đi lễ chùa. Ngày 7 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Mỹ Tú đã điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra nghiêm trọng tại xã Phú Mỹ đêm 6 tháng 4. Theo đó, vào lúc 21 giờ đêm 6 tháng 4, một ngôi chùa ở ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ hội thu hút nhiều người dân địa phương đến tham dự, trong đó có một người tên Quy, ngụ xã Phú Mỹ, có vợ ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, khi vào chùa, Quy có va chạm với một nhóm thanh niên, trong đó có người tên Vũ, ngụ xã Đài Tâm, huyện Mỹ Xuyên. Không ai nhịn ai, hai bên la vào ẩu đả gây náo loạn khu vực chùa. Hậu quả, Quy bị nhóm của Vũ đánh gây thương tích nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Phú Mỹ nhưng đã tử vong. Vũ cũng bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Đi chùa để kính ngưỡng các vị Phật, để học hỏi, để sửa mình, để sống tốt hơn mới là đi chùa đúng nghĩa. Vậy mà nhóm người trong vụ việc trên lại hung hăng gây gổ, dẫn tới án mạng ngay tại chùa. Điều đó không chỉ thể hiện sự bất kính với Đức Phật mà còn cho thấy thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc mạo danh người quen của các cán bộ, những người có chức quyền đã không còn quá xa lạ, tuy nhiên vẫn có nhiều người cả tin, trót giao trứng cho ác. Ngày 7 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tạm giữ hai đối tượng đưa ra thông tin rằng mình có nhiều mối quan hệ với cán bộ lãnh đạo ngân hàng, sau đó huy động tiền đáo hạn ngân hàng với lợi nhuận cao và chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của các bị hại. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, hai đối tượng gồm Hoàng Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1988, trú tại phường Nam Lý, và Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1987, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hai người này khoe nhờ những mối quan hệ này có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn. Thúy và Thủy đã nhận tiền của nhiều người trên địa bàn với tổng số tiền hơn 110 tỷ đồng. Hai người này, ngoài sử dụng số tiền trên vào mục đích tiêu xài cá nhân, đã cho một số người khác vay. Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thúy, cùng với đó ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp với hai đối tượng trên. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông báo ai là người liên quan đến hai đối tượng trên thì liên hệ trực tiếp về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới để được giải quyết. Xin được chuyển sang thông tin khác. Ngày 7 tháng 4 mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe bán tải và một nữ công nhân vệ sinh môi trường. Nữ công nhân bị tông trực diện, dẫn tới thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Ngày 7 tháng 4, ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, xác nhận sáng cùng ngày, một nữ công nhân của đơn vị đang quét rác thì bị ô tô tông trúng. Theo ông Nam, công nhân bị thương là bà Đào Thị Mùi,
Ông Nam nói, do bị thương nặng nên chị Mùi đã được chuyển lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 7 tháng 4, bà Mùi đang quét rác trước số nhà 164, đường Y Quang, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, thì bị ô tô 47C15572 tông trúng người. Sau cú tung, bà Mùi bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ô tô liên quan bị rơi một bánh trước ra ngoài, phần đầu xe bị hư hỏng. Người dân gần hiện trường nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến tai nạn do ô tô bị nổ lốp. Hiện lực lượng chức năng thành phố Buôn Ma Thuột đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhiều du khách lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng trong những ngày đầu tháng 4 thay vì đợi đến dịp nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bởi ưu điểm của chuyến đi vào ngày thường là chi phí vé máy bay không quá cao, điểm vui chơi không quá đông và dịch vụ cũng tốt hơn. Biển Đà Nẵng cũng đang bắt đầu vào mùa đẹp nhất trong năm. Du lịch dịp này giúp họ tận hưởng trọn vẹn chuyến đi khi có thể tranh thủ nghỉ ngơi vào những ngày bình thường. Tại dịp này nóng, anh muốn tắm biển. Lại cái vé máy bay cũng tương đối là ok, không mắc nóng mà không rẻ lắm mà giá đủ là coi như là trung bình đó, mắc trung bình, ok. Tôi thấy biển Đà Nẵng rất là đẹp, rất là sạch, con người Đà Nẵng rất là thân thiện, phát triển rất là mạnh, vì ở đây tất cả mọi thứ rất là tốt, cái an toàn. Khi nhiều bạn trẻ đã chọn du lịch đến Đà Nẵng trong những ngày đầu tháng 4 để có thể mua được giá vé rẻ hơn gần một nửa. Theo mình nghĩ thì nếu mình đi trước này thì cái lượng hành khách nó sẽ thưa hơn, thì cái dịch vụ mình nhận được cũng sẽ tốt hơn và cái giá cả mình bỏ ra cũng sẽ ít hơn. Thì tại vì mình cũng có tìm hiểu qua trên mạng xã hội nên mình thấy điểm đến Đà Nẵng cũng rất là tốt và cũng rất là thu hút khách du lịch. Nên là mình đã dự tính đi Đà Nẵng trong dịp sớm hết. Du lịch không đợi đến dịp lễ Tết là xu hướng của nhiều bạn trẻ nhóm bạn lựa chọn. Bởi theo họ, những kỳ nghỉ lễ thường khá đông đúc khi các gia đình tranh thủ đưa cả nhà đi du lịch. Dịch vụ vì vậy cũng không bằng những lúc vắng khách. Đặc biệt, chi phí vé máy bay tăng cao cũng khiến cho những người trẻ muốn tận hưởng kỳ nghỉ tiết kiệm hơn khi du lịch tránh vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vào ngày mai, ngày 8 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển lên đường sang Qatar để tập huấn và đá giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4. Và đáng chú ý, hậu vệ Phan Tấn Tài sẽ không thể lên đường cùng đội tuyển do mới dính chấn thương đầu gối. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của hậu vệ Lương Duy Cương và tiền vệ Khuất Văn Khang trước ngày lên đường cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày mai toàn đội sẽ xuất phát sang đường Sakata để tham dự giải đấu vô châu Á, thì em cảm thấy rất là vui khi mà có thể có mặt cùng toàn đội tham dự một giải đấu tầm cỡ châu Á. Đối với bản thân em thì mục tiêu của em chắc chắn sẽ là cố gắng thi đấu thật tốt ở giải đấu và làm sao để toàn đội cố gắng đi vào sâu nhất để có thể tham dự mục tiêu xa là Olympic ở Paris. Những buổi tập vừa qua thì là do những thành viên trong đội ở câu lạc bộ cũng như giải đấu ở câu lạc bộ thì hầu như là không được thi đấu nhiều nữa. Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, một hộ dân tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, gia đình đang rất lo lắng bởi mới đây, một hộ dân khác cùng thôn đã dùng xe tải chở khối lượng lớn chai lọ nghi chứa hóa chất đổ xuống một hồ đất cách giếng nước của gia đình mình chỉ khoảng 10 mét. Theo phản ánh, ngay khi phát hiện sự việc, hộ dân này đã ra ngăn cản và yêu cầu dừng ngay việc đổ các chai lọ tại vị trí trên bởi có mùi hóa chất rất nồng nặc, lo lắng sẽ ngấm xuống đất, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của gia đình. Sự việc xảy ra vào ngày 5 tháng 4. Ngày 7 tháng 4, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại vị trí trên để xác minh thông tin. Theo ghi nhận, một khối lượng lớn các chai lọ, chủ yếu bằng thủy tinh, sứ, không có nhãn mác, đã được đổ xuống một hồ đất. Thời điểm phóng viên ghi nhận, nếu đứng từ xa không có mùi gì, tuy nhiên khi đến gần thì mùi hóa chất khá nồng nặc, khó chịu. Tôi có sang tôi cũng bảo dừng lại, nhưng mấy cái anh làm thuê ấy nói là bây giờ là chúng tôi chỉ làm thuê, chúng tôi không biết. Lúc khi đổ, 1 giờ 30 đổ xuống là hắt sang nhà tôi, truyền mùi thuốc sâu như kiểu mùi thuốc sâu, nhưng không biết là có phải thuốc sâu không, tôi không biết. Nhưng cái màu mùi này khó không thể chịu nổi, kể cả trưởng thôn có sang, có quay phim chụp ảnh cũng nói là mùi ghê, mà dân làng hàng xóm nói là bây giờ chị phải gọi chồng chị về là phải giải quyết, chứ không là sẽ ô nhiễm xuống giếng nhà chị. Chung quanh hàng xóm là đều bảo tôi như thế. Được biết, trong sáng nay, mùng 7 tháng 4, chính quyền xã Bắc Sơn bao gồm cả lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.
trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên báo Lao Động, trưởng thôn Đô Lương xác nhận sự việc trên và cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ số phế thải trên phải thu dọn và di chuyển ra khỏi địa bàn, đưa về nơi xử lý theo quy định. Người ta thì người ta theo người ta nói, người ta bảo là vỏ của cái mỹ phẩm làm sai thì là họ mang về để họ sau đó họ bán, nhưng mà sau chúng tôi không cho đổ thì họ lại bốc đi chỗ khác. Hôm nay là có cả công an đến rồi, chúng tôi yêu cầu cá nhân gia đình người ta chấp nhận là người ta sẽ vận chuyển ra khỏi địa bàn này luôn. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về nguồn gốc cũng như mục đích đổ số chai lọ nghi chứa hóa chất xuống khu vực trên. Tuy nhiên, người dân đề nghị các cơ quan chức năng địa phương phải nhanh chóng vào cuộc giải quyết, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Hiện nay, trước thực trạng nhiều người dân xếp hàng dài từ 5 đến 6 giờ sáng cho làm thủ tục đăng ký đất đai. Lý giải về điều này, ông Chu Đức Hiền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chi nhánh Hà Đông cho biết, từ sau Tết Nguyên đán năm 2024, số lượng đăng ký hồ sơ ở quận Hà Đông có tăng lên, riêng lĩnh vực giao dịch đảm bảo tăng hơn 200%. Lượng công dân đến đông, bởi vậy gây nên tâm lý đám đông, dẫn đến nhiều người thường đến sớm hơn. Trước tình hình này, ông Hiền cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp không để tình trạng ứ đọng hồ sơ gây phiền hà cho người dân. Đứng trước cái tình hình như trên thì chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp nhất định. Chúng tôi đã phối hợp với Ủy ban quận là mở cửa đối với toàn bộ cái phần mà phía ngoài cái cửa tiếp giáp với đường để vào trong khuôn viên ủy ban, thì ở trong đó có nhà có mái che, thì bà con vào đấy thì sẽ có cán bộ của chi nhánh xuống tăng cường thêm xuống từ 5 đến 7 người hàng ngày đầu giờ xuống để hỗ trợ cho bà con phân loại hồ sơ, sơ loại hồ sơ, sắp hàng đối với từng danh loại thủ tục hành chính. Thế sau khi kiểm soát hồ sơ xong, cán bộ hướng dẫn thì bà con đã xếp hàng và đã đi theo trình tự, đảm bảo việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện trong ngày. Tăng cả thời gian làm việc của cán bộ tiếp nhận, tăng cả số lượng cán bộ chuyên môn. Vì khi mình nhận lượng hồ sơ vào trong bộ phận một cửa, thì ở chuyên môn phải làm tăng gấp 3 lần với cả bộ phận một cửa. Theo ghi nhận của phóng viên tại Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Hà Đông Hà Nội, mặc dù lượng người dân đến đông, nhưng việc đăng ký thủ tục được diễn ra trật tự và nhanh chóng, khiến nhiều người dân không khỏi phấn khởi. Thì hôm nay mọi người đến rất là đông, và mọi người xếp hàng rất là nghiêm chỉnh, quy củ, không ai chen lấn xô đẩy ai. Mọi người, nhiều người tới sớm thì cũng nghĩ là cứ phải tới sớm mới có số. Nhưng thực ra bây giờ 8 giờ hoặc hơn 8 giờ các công dân tới vẫn có số làm việc bình thường. Tôi thấy tới mà có số được nhập hồ sơ vào hoặc có số lấy kết quả là trong một buổi sáng hoặc một buổi chiều là đã thấy rất hài lòng rồi. Để tránh tâm lý đám đông dẫn đến tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, ông Chu Đức Hiền cho biết thêm, đơn vị đã mở thêm cửa tiếp nhận hồ sơ cho công dân. Nếu tình hình có chiều hướng tiếp tục tăng, đơn vị sẽ tiếp tục mở thêm cửa, đồng thời tăng ca, không để công dân phải đi đến lần hai, gây phiền hà cho người dân. Vỉa hè tại khu vực Núi Trúc và hè phố Nam Cao, quận Ba Đình xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, việc đi lại của người dân nơi đây. Này nó đã hỏng hóc hết rồi, nó nấn lún xong là xe báo này đi lại để hết lên trên đấy nên là nó hỏng hết rồi. Lòng đường lại có một cái dải xe để bên ngoài này nữa, thế nên rất là có không may là tai nạn nó đến bất kỳ lúc nào, cho nên cái đó tôi rất mong muốn là nhà nước hoặc là bên các cơ quan có trách nhiệm đi để mà chỉnh đốn lại cho nó có lối đi lại cho chúng tôi đi bộ đi cho đi. Cô chỉ xin là cái sàn này nó lổn nhổn rồi đấy, xong rồi nó cập kênh, nhà cô đã phải tự sửa rồi. Vì là cứ lát xong cái là lổn nhổn đấy này, nhà cô vừa bỏ mấy trăm nghìn ra cô lát lại xong nó lại bị như này. Xong rồi là đi lại nó khó ấy. Đây này xong mọi người cứ đi lót vào cái thứ để là xin là được lát lại sàn này để người dân đi lại cho nó tốt. Được biết, nguyên nhân vỉa hè tại phố Núi Trúc, phố Nam Cao chưa được cải tạo là do chưa được bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn, cần xem xét lại thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Việc tu bổ, sửa chữa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục rà soát, trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần tiếp theo. Đề xuất cho học sinh, sinh viên khi đủ tuổi lao động có thể làm thêm nhưng không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ sinh viên. Trước thông tin này, nhiều phụ huynh cũng rất quan tâm và bày tỏ sự ủng hộ. Tôi nghĩ thì nó là hợp lý, tại vì thực chất là bây giờ khi sinh viên ấy đi học và tập trung vào việc học và có thể là đi làm để nâng cao kiến thức, nhưng mà trong lúc đấy giới hạn về cái thời gian làm,
thứ hai tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Tức là đối với quan điểm tôi là phụ huynh thì tôi mong muốn con tôi là chỉ có trải nghiệm thôi, trải nghiệm sau này để mà khi có ra trường xong con được làm đấy sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn, chứ không nhất thiết là phải làm ngay và đi làm để bù lại cái tiền học. Chắc chắn là họ cũng đang nghiên cứu hoặc là xây dựng cái chương trình là như thế nào là tốt nhất cho các cháu, nhưng mà ở đây rất nhiều các cái hoàn cảnh khác nhau khi xuống đây để học tập. Có những cháu là ở xa, hoàn cảnh rất là khó khăn, nên là họ cố gắng làm thêm được càng nhiều càng tốt để trang trải cho cái việc học và cái cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ có những nghiên cứu, sửa đổi sao cho phù hợp với thực tế và có những biện pháp, cách làm để quản lý giờ làm của con em mình một cách hiệu quả, chặt chẽ nếu đề xuất được triển khai. Trưa ngày 7 tháng 4, 10 đối tượng tụ tập cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn dừa của một người dân ở ấp Lung Đồng, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 10 người có liên quan và tạm giữ 3 con gà, 5 cặp cửa sắt, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cân đồng hồ trọng lượng 5kg, 9 điện thoại di động, 11 xe mô tô, 1 xe đạp điện và số tiền trên 24 triệu đồng. Vụ việc đang được công an huyện Tam Bình tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau cơn bão cuối năm 2020, cả một khu rừng ngập mặn gần 7 hectare ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị chết la liệt. Rất nhiều cây nước, mắm, bần có tuổi đời hàng chục năm, chỉ còn là thân khô nằm trơ trọi. Rừng chết, cá tôm cũng mất đi bãi đẻ nên ngày càng cạn kiệt. Ghe thuyền của ngư dân nằm chỏng chơ trên bờ. Tâm tư nguyện vọng của các hộ dân của bà con sống nghề sông nước ấy, là mong muốn nhà nước mình là lùm một cách nào đó khôi phục lại cái rừng ngập mặn để cho cây nó phát triển xanh sôi nảy nở, để cho tôm có nó vô ẩn nấp, để cho có cái con đồ để bà con mưu sinh. Không chỉ rừng chết tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương, mà khu rừng ngập mặn từng xanh mướt bây giờ trông không khác gì một bãi rác khổng lồ. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay để tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp để khôi phục lại cánh rừng này. Bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy ngay dưới thân cây trơ trọi là đủ các loại rác thải sinh hoạt từ ngoài biển theo thủy triều trôi vào phủ dày đặc, gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng. Theo chính quyền xã Tam Giang, cách đây khoảng 2 năm, địa phương có trồng mới lại cây đước, mắm, nhưng tỷ lệ cây sống không cao. Xã đã báo cáo sự cố môi trường này cho các cấp, các ngành của huyện Núi Thành, kiến nghị trồng rừng bổ sung và quản lý diện tích rừng bị sự cố. Nhưng đến nay, chưa có dự án nào triển khai để phục hồi diện tích rừng nói trên. Thì chúng tôi đã giao cho các ngành phối hợp với các cái đơn vị quan trắc vào đánh giá cái nguyên nhân để mà báo cáo cụ thể là nguyên nhân do đâu. Thì trên cơ sở cái nguyên nhân đánh giá tác động đó một cách chính xác thì sẽ có các cái giải pháp để một là chúng ta phục hồi lại, hai là chúng ta chuyển đổi sang các loại cây trồng khác phù hợp, và ba là chúng ta có thể chuyển sang các cái vị trí khác phù hợp hơn. Rừng ngập mặn ở xã Tam Giang giữ vai trò là lá phổi xanh, cung cấp thủy hải sản cho ngư dân đánh bắt và che chắn cho làng biển mỗi mùa mưa bão. Do đó, Quảng Nam cần sớm tìm giải pháp cứu khu rừng này trong bối cảnh tình trạng cây chết đang ngày càng lan rộng.
Thưa quý vị, như quý vị có thể thấy là hiện tại trời đang mưa khá là dày, nhưng mà nhiều người dân vẫn sẵn sàng là đội mưa và vượt gió để đến đây xếp hàng từ khá sớm làm thủ tục đăng ký đất đai. 2 giờ sáng ra giữa ra đây, họ mấy tiếng ra đứng chờ. Muốn sớm thì còn được thì sao? Nên đến đây mục đích là đi chính lại sổ đỏ đất đai. Hôm nay là trời mưa, tôi đến đây là vất vả. Vâng, em đến đây để lấy số để mình vào nhận kết quả ạ. Mình tranh thủ đi sớm để vào lấy số được sớm hơn thôi ạ. Thế thì 7 rưỡi thì cơ quan mở cửa thì là mình đứng ở đây trước rồi, thì lát nữa thì mình vào được trước. Tôi là trời mưa nên người cũng ít bớt đi, nhưng mà vẫn rất là đông luôn. Giấy tờ thì mình đã chuẩn bị trước cả tuần rồi, và hôm nay là đến lúc 5:10 đây. Bây giờ thì hiện tại là cái lượng người mà chờ là cũng nhiều hơn rồi. Ai cũng muốn mong muốn là cái thủ tục này nó bớt rườm rà đi và có thể là sắp xếp được sớm cho người dân đỡ phải chờ đợi như này. Có niềm đam mê du lịch, bạn Phạm Ngọc Phương Linh luôn dành cho mình quỹ thời gian rảnh rỗi để được trải nghiệm đi đây đó cùng với bạn bè người thân. Vì vậy, khi được nghe thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Phương Linh hồi hộp chờ đợi thông tin chính thức để lên kế hoạch cho chuyến đi dài ngày. Không chỉ riêng mình mà tất cả người lao động đều đang rất là mong chờ cái đề án này có thể ra quyết định càng sớm càng tốt. Vì nếu mà muốn dành thời gian dài như thế thì cũng phải chuẩn bị book vé máy bay này và lên một cái kế hoạch cụ thể hơn. Họ có cái đề xuất là nghỉ 5 ngày, cơ hội để cho em cùng gia đình và người thân bạn bè đi khám phá và tham quan những địa điểm như là Hồ Gươm, Hồ Tây, Lăng Bác. Cũng như người dân, hầu hết các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đều tán thành với đề xuất hoán đổi ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Bởi việc này sẽ tạo ra kỳ nghỉ dài hơn cho người dân, góp phần kích cầu du lịch và mua sắm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng cần sớm có quyết định chính thức để họ chủ động lên kế hoạch, sắp xếp nhân sự, phục vụ tốt hơn cho người dân, tránh trường hợp quá tải. Là một doanh nghiệp du lịch thì mình rất mong muốn là được nghỉ 5 ngày để có một cái chuyến kỳ nghỉ dài cho khách du lịch có thể tham quan và trải nghiệm. Cũng đồng thời là mong muốn là kích cầu cho du lịch sau 2 năm dịch Covid thì như thế thì sẽ rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp ạ. Doanh nghiệp sẽ mong muốn sẽ có một cái quyết định sớm nhất có thể ạ, tốt cho cả khách. Ví dụ như là khách có thể về cái máy bay sớm nhất và chuẩn bị lên kế hoạch sớm nhất. Hoặc là về phía doanh nghiệp thì mình cũng sẽ cần phải thời gian để liên kết với các nhà hàng, khách sạn cũng như là tìm hướng dẫn viên hay nguồn nhân lực để đáp ứng cái nhu cầu dịp lễ. Bên mình thì cũng rất mong là các bộ ngành có thể thông qua cái nội dung đó để bên mình có thể là sớm chuẩn bị cái kế hoạch để phục vụ người dân vào dịp 30/4/5. Ví dụ như là cho sắp xếp để anh em có thể nghỉ bù trước khi nghỉ lễ, hoặc là có thể chuẩn bị điện cũng như là xe để có thể phục vụ người dân được chu đáo hơn. Sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi văn bản lấy ý kiến hoán đổi ngày làm việc dịp lễ 30/4/1/5, Bộ Nội vụ cũng có văn bản góp ý tán thành với phương án đề xuất nghỉ 5 ngày liên tục. Ngoài lấy ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lấy ý kiến về nội dung hoán đổi ngày làm việc này với 14 bộ ngành khác. Những ngày này, tình trạng nắng nóng, hạn mặn xảy ra ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Long An. Riêng tại huyện Tân Trụ, nước mặn xâm nhập vào hệ thống sông Vàm Cỏ Tây và các kênh rạch, gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại hai xã Đức Tân và Nhật Ninh. Trước tình trạng trên, lực lượng vũ trang tỉnh đã kịp thời cung cấp nước sạch miễn phí giúp cho bà con. Theo đó, mỗi ngày sẽ có từ 3 đến 4 chuyến xe tải cung cấp nước đến từng hộ gia đình nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng thiết yếu. Nhìn thấy thùng chứa đầy ắp nước ngọt, người dân vui mừng phấn khởi. Nói chung là thiếu nước nhưng mà cũng nhờ chính quyền ấp, ban ấp, trưởng ấp rồi này kia cũng nhờ cái công ơn của các chú bộ đội hỗ trợ nước cũng chở tận tình xuống tới nhà dân, cũng cung cấp cũng đủ xài. Tuy mặc dầu nó không có rời rộng nhưng mà cũng đủ xài hàng ngày. Nhà thì có 4 người mà cúp nước này còn 1 tháng mà không có chảy được giọt nào hết trơn á. Nhờ lúc này mấy bữa nay là nhờ mấy chú bộ đội giúp có nước xài, cảm ơn mấy chú bộ đội. Nói chung là địa bàn ấp Thuận Lợi này khoảng là 480 hộ dân, khoảng là 90 hộ là thiếu nước. Khu vực cuối cái tỉnh lộ này thì nói chung là xài có cái trạm nước cầu dây không à, cho nên thì cái đường nó xa, cho nên là trong vòng một tháng nay thì khu vực này nó thiếu nước. Để chứa đựng nhiều nước nhất có thể, các hộ dân trên địa bàn hai xã đều phải tận dụng tất cả các vật dụng sẵn có trong nhà như thùng xốp, thùng bê, thau, chậu để đựng nước. Trân quý từng giọt nước cũng như giúp bà con đỡ công sức bưng bê, cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đã giúp các hộ dân chuyển nước vào nhà. Ngay khi mà ban chính sự huyện nhận được thông báo những cái trường hợp thiếu nước ở địa bàn hai xã Nhật Ninh và Đức Tân
thì ban chỉ huy huyện đã nhanh chóng báo cáo bộ chỉ huy và điều xe, điều lực lượng xuống lấy nước hỗ trợ cho người dân. Và hàng ngày thì cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang huyện đã lấy nước để cung cấp cho người dân, đảm bảo đủ cái nhu cầu mà sử dụng của người dân. Và từ nay cho đến là mùa mưa thì lực lượng vũ trang huyện Tân Trụ sẽ cố gắng làm sao đảm bảo trên địa bàn là những cái hộ mà thiếu nước thì sẽ được đảm bảo cung cấp đầy đủ nước để mà phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Có thể nói, việc thiếu nước sinh hoạt ít nhiều đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Long An. Chính vì thế, những xe tải chở nước miễn phí của lực lượng vũ trang tỉnh đã giúp bà con vượt qua mùa hạn mặn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.